Đây là Simon và nó là một thằng núp. Nó tự nhận là vua trò chơi các bạn, và ngày hôm nay nó thử thách mình cùng với team 500 anh em. Mà sau này nó ngồi xe lăn mà nó cũng tham gia cuộc thi nữa ta. Đó là phải chiến thắng được tất cả những trò chơi của thằng núp này các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn coi mình mới là vua trò chơi nè. Rồi vòng 1 là cái gì đây? Bắt chước chiêu của tôi. À ngồi à. Đây thì chiêu của nó là chiêu này. À cái này thì quá dễ rồi. Ui giấy sai được các bạn ơi. Yeah mình được 2 điểm. Rồi hip hop nè vào đây. Rồi mình biết chiêu này. Hip hop nè vào đây và thì chiêu này. Đấy đúng không nha, đúng không nha. Vô. Nà, này đá nai nè các bạn. Đó, thấy chưa? Quá đẹp luôn. Mình được cộng 3 điểm các bạn ơi. Rồi, giơ hai tay lên trời, xoạc chân. Rồi, giơ hai tay lên trời, xoạc chân. Và này, trời ơi, thằng núp này dám coi thường mình đúng không? Thì mình sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội. Đấy, mình sẽ thắng trò chơi này cho các bạn coi. Yeah, mình được cộng 3 điểm luôn. Yes, mình là người thắng các bạn ơi. Nhưng mà chưa đâu các bạn. Đây chỉ là mới vòng đầu tiên thôi. Bây giờ vòng thứ hai là gì đây? What? Tránh những ánh đèn. Oh no, tránh những cái ánh đèn các bạn ơi. Thằng núp này nó tạo ra một cái trò chơi mà gọi là ảo ma Canada luôn ấy. Oh no 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 no. Lụm điểm. Chúng mình phải lụm điểm để mình gọi là đạt điểm cao. Trời ơi, trò này thì làm sao mà khó được anh? Không hề khó được anh đâu núp ơi. Nó tên là Simon. Yeah, người chiến thắng là SDM Real 7. Wow, thanh niên này vỗ tay cho mình nè các bạn. Cảm ơn nha. Trời ơi, ngồi xe lăn nhưng vẫn quyết tâm tham gia thi đấu. Quá là ghê gớm. Về nhà đi à. Về nhà đi là nhà ở đâu? Khoan từ từ. Ồ, mình là công chúa. Ôi, tôi là công chúa. No, công chúa phải có lâu đài. Yeah, yes sir. Tuyệt vời. Rồi, cái này xác ướp. Xác ướp thì phải có gọi là cái này. Đây các bạn, tuyệt vời chưa? Con khỉ thì phải leo cây. Các bạn thấy chưa? Thằng núp này nó rất là nhiều trò các bạn, nhưng mà rất là hay nha. Con khỉ thì phải tiếp tục leo cây thôi chứ sao giờ? Cây đâu? Cây đây. Oh yeah. Ồ, người chiến thắng là bạn này. Chúc mừng nha. Rồi không sao, còn nữa các bạn, vòng 4. Ồ, sao mình nhỏ xíu vậy nè? Hợp nhất các bản sao của bạn, hợp nhất lại à. Vậy là bây giờ mình phải thu thập gọi là những đệ tử mình lại các bạn để mình to lên. No, đệ tử tôi đâu? Thằng đệ tôi đâu? Đây rồi, những thằng đệ tử của anh. Hãy lại đây với anh nào. Đừng có chạy mà. Đây chạy đâu. Trời ơi, nó chạy rồi. Cày thế nha, né ra. Người chiến thắng là Ava, trời ơi. Cày thế, vòng chung kết các bạn ơi. Vòng chung kết làm gì đây? Tạo cầu vòng dài nhất à. Ây da, giờ sao? Bắt đầu. Rồi mình hiểu rồi, mình sẽ chọn cái màu của mình để mình tạo ra một cái cầu vòng dài nhất có thể các bạn. Đây. À, không phải mình chọn đủ màu luôn chứ, cầu vòng của màu gì? Màu gì của mình vậy? Ừ, màu đỏ nè. Ấy, anh lụm được màu này rồi. No. Oh, yeah, người chiến thắng là mình và mình sẽ là người chiến thắng luôn đúng không? Mình được 12 điểm, bạn này tên được 11 điểm. Yeah! Thấy gì chưa thằng núp Simon kia? Anh mới tham gia lần đầu tiên mà anh đứng hạng nhất luôn nè. Hơi bị đẹp trai đó nha. Rồi. Mình nhận được what 45 xu và 15 xu, 45 xu, 15 xu. Quá trời luôn các bạn ơi, tiền về đếm sao mà hết. Mình được 200 mấy xu nè. Cái gì đây? Mở rương to một biểu tượng cảm xúc ngẫu nhiên. À, mở rương ra mình sẽ được một cái biểu tượng cảm xúc. Chơi luôn. Whee! Gì đây? Ơ? Biểu gì đây? Xoắn ốc à. Vô. Oh no, cái gì đây? Nhảy qua cánh tay à. Trời ơi, mình không thấy gì hết. Cái tay của nó đâu? Ui, cái tay của núp dài kìa. Cái thằng núp này nó có cánh tay dài 100 mét. Trời ơi. Ê, ui rồi té rồi. Từ. Ui, trận này chắc thua rồi các bạn ơi. Ây da, nó quay kiểu này sao mà chơi. Vô. Đứng gần lại nè các bạn, đứng gần lại nè. Dễ. Người chiến thắng là bạn Thie, là bạn nữ này nè. Wow, thua, em sao, cố gắng để thắng rồi. Vòng 2, là gì đây? Mình có cái gì trên đầu đi. Oh, tìm bi à, tìm bi các bạn ơi, tìm bi của tôi. Tìm bi. Để rồi, bi. What cup. Bi đâu. Để anh em ơi, đừng có lấy của anh. Đừng có làm như thế. Làm người ai làm thế. Yeah, thắng 1, thắng 2, yes. Yeah. Tuyệt vời. Cố lên. Vòng 3. Tránh đầu tôi ra. Oh no. Cái gì vậy? Ôi. Oh. What? Cẩn thận các bạn ơi. Cẩn thận nào. Đừng tham lam. Ôi giời. Bị trừ điểm rồi. Tham lam quá các bạn. Ây da, tham lam mà lụm mấy cái này nè. No. Mình chưa kịp chạy đâu hết. Người thắng lại là bạn nữ kia. Được rồi. Cố lên. Cay quá. Trời ơi, nó có một điểm thôi mà nó thắng mình. Vòng 4.
1.5, lên đỉnh. Lên đỉnh là lên đâu? À, leo lên đỉnh các bạn ơi. Ây da, cái này nó tàn hình nè. Không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi bà con ơi. Không ổn rồi. Lên đỉnh thôi. Bắt con cua, cái này là trình độ bắt con cua của bạn tới đâu. Đấy, các bạn trình độ bắt con cua của bạn tới đâu, bạn sẽ thấy là đỉnh. Yeah. Người chiến thắng là Thie, SDM và Thie. Oh what. Con bé này. Ui con bé, vòng chung kết rồi các bạn, cố lên, mình thua nó 2 điểm. Tìm cái bóng của bạn. Rồi cái bóng của mình là cái nào trời. Ây da, bây giờ mình không biết cái bóng của mình là ơi người của mình đâu. What, cái người này như nhau hết, sao mình tìm được. À đây đây, cái bóng của mình, cái bóng của mình. Rồi xong, người chiến thắng là Mae. Và kết quả là, kết quả là mình đứng hạng 2. Cay thế nha. Các bạn nhìn nè, mặt của nó thấy ghét không? Bây giờ nó đang ngủ các bạn ơi. Bây giờ mình phải đợi nhiều người vô nữa mới được. Đây thanh niên, thôi thanh niên này quyết tâm chơi với mình luôn à. Tuy là ngồi xe lăn nhưng mà anh ấy vẫn quyết tâm đấu với mình. Được của nó. Hảo hán. Một hảo hán, rất là hảo hán luôn. Rồi từ từ, để mình xem coi đây là cửa hàng nè. Cái này là gấp. Ui, các bạn nhìn này, nó phóng ba mắt laser nè các bạn. Nhưng mà cái này làm sao để mua được ta? Cái này mình mua được không? Mua cụm từ nè, cái này nè, mình thích cái này nè các bạn. Mua được không? Không đủ tiền các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị tham gia nè, bốn đứa đúng không? Rồi, vòng đầu tiên. Ây da, quan sát, quan sát, quan sát gì đây? Từ từ đã các bạn, mình sẽ quan sát. Đứng trên sushi à. Đứng trên sushi lắc là cái này. Sushi nè các bạn, đúng không? À, sai rồi, sushi là cái này. Trời, tập trung, tập trung, tập trung. Bánh donut, banana. Bánh donut, banana với lại phô mai. Bánh donut cái này. Đúng không? Bánh donut. Sao mình chọn sai không vậy? Chỉ nhớ kém quá. Rồi từ từ. Bánh donut nè, phô mai nè, thịt nè. Bánh donut. Đây nè, đây nè, đây, 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 đây. Chỉ nhớ kém quá các bạn ơi. Quá buồn cho Slenderman. Rồi, nhưng mà thua rồi, trận này thua chắc rồi. Ôi, người chiến thắng là hai thanh niên này, ghê. Đúng là tàn nhưng mà không phế các bạn. À, còn hai đứa kia đang đợi. Rồi, tiếp tục. Dậm lên khuôn mặt cười của tôi. Đây, khuôn mặt nè. Khuôn mặt cười nè. Lưu ý là gương mặt cười nha các bạn. Mặt, ơi, mặt khóc là không được. Mặt không, không được, không được, không được, không được. Không được chọn mặt khóc, mặt cười thôi. Đúng rồi. Cái này thì quá dễ. Đấy. Mặt cười to nè, to nè. Đấy, to nè. Đấy, mặt... Ê, người chiến thắng là mình nha. Rồi, 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 thanh niên này với mình bằng điểm nè. Được. Thanh niên này ghê đấy các bạn. Thanh niên này đứng nhảy nè, thấy ghét không? Rồi, tiếp tục nha. Vòng thứ ba. Ôi, vòng thứ ba là gì đây? Phải tập trung. Tìm cái bóng của bạn. Cái này khó nè các bạn. Mình phải tập trung nha. Cái bóng của mình là cái bóng đẹp trai nhất luôn á. Tìm đâu rồi? À đây, 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 cái bóng mình đây, cái bóng mình đây, cái bóng, cái bóng, cái bóng, cái bóng là cái bóng bàn luôn. Rồi, đâu rồi? Cái bóng đâu? Sao có con cái vậy? Người chiến thắng là bạn này. Trời ơi. Nói chung là tìm cái bóng khó. Rồi, vòng thứ tư. Vòng thứ tư là gì đây? Ui, làm bánh sandwich cao nhất à. Đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Cứ bấm đi thôi các bạn. Làm bánh sandwich. Làm bánh sandwich siêu cao luôn các bạn ơi. Ây da. Ơi mình sao vậy, mình cao được. No, bánh sandwich của mình thấp quá. Không cao được bằng tụi nó rồi. Mình cứ tưởng là mình sẽ làm đúng bánh sandwich mới được. Ơi này, bánh sandwich của mình mới đúng nè. Ai, người chiến thắng là thanh niên này. Rồi vòng chung kết rồi các bạn ơi. Vòng chung kết là thu nhỏ người lại à. Hợp nhất cái bản sao của bạn. Hợp nhất lại, hợp nhất lại. Từ từ. Ơ sao lắc vậy? Ơ. Ui thanh niên này đồ màu hồng giống mình nó mới đau chứ. Đồ màu hồng nó giống mình. Mình giống nó quá. Hai thanh niên giống nhau quá mà. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên nào. Mình sẽ to hơn tụi nó nhiều. Cố lên. Yeah, mình là người chiến thắng. Để xem coi tổng kết điểm được bao nhiêu đây. Làm ơn cho tôi. Tuy anh thua 2-3 vòng nhưng mà anh vẫn là người đứng hạng nhất. Quá đỉnh, Slenderman quá đỉnh. Bây giờ đây, chọn trò chơi là sao? À, mình có thể tự chọn trò chơi cho mình luôn à. Được rồi, mình sẽ chọn một trò chơi nào siêu khó cho coi. À không, không, không. Khoan từ, không có chọn cái này. Chọn cái trò nào khó thì khó lại trò này. Chọn. Rồi. Chọn 4 cái nữa bạn. Chọn trò chơi 4 cái nữa. Vậy là mình sẽ chọn cái trò này, chọn nè. Mình là nhà vua mà, mình có thể chọn được trò chơi luôn các bạn. Mình sẽ chọn những cái trò nào lạ lạ cho các bạn coi nha. Rồi, chọn một trò nữa. Một trò nữa là trò này. Đấy, những cái trò này trò lạ 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 luôn á. Tại vì mình đang là vua, mình có thể chọn được nha các bạn. Vòng 1 là cái gì đây? Tránh những ánh đèn. Cái này dễ. Né ra, né ra, né ra, né ra. Mấy đứa kia, né ra, né ra, né ra. Né ra giùm đi. Đấy, tất cả là của anh. Đừng có lấy điểm của anh. Đừng có lấy
Rồi quay đầu lại, ê, điểm một đống bên đây nè, lấy đi, yeah, mình chiến thắng. Woo! Ủa sao mình không được cái biểu tượng kia ta? Cái biểu tượng mà like á. Rồi vòng số 2 là cái gì đây? Chạm vào mặt tôi, vậy là phải băng qua đường à? Rồi nhanh, trời ơi, tụi nó qua lẹ quá. Wait, what? Đẩy mình ngược về, no. Yeah, mình sẽ chạm vô mặt của nó. Trời ơi, cộng được có 5 điểm à. Đứa đầu tiên được 10 điểm các bạn. Wow, đây là mấy thằng núp đang đi tuyệt ván nè. Rồi không sao, trận này mình coi như là mình đứng hạng thấp hơn. Cố lên. Trận nào rồi, số 3 là gì đây? Ui, dặm tôi à, dặm lên mấy thằng núp nè các bạn. Dặm lên mấy thằng núp nè, dặm lên đó. Double kill. Nhanh lên, đây có mấy thằng núp. Này thì núp nè, cứ bình tĩnh, cái này là cứ bình tĩnh. Tại vì chúng ta đang bay trên trời mà lói gì. Ôi, sai rồi, sao không được, thằng núp đi đâu vậy, thằng núp kia. Thẳng, được 10 điểm. Ngon. Vòng số 4, 4 trên 5, ui cái gì, đóng băng bản sao của tôi à. Đóng băng tụi nó lại. Đóng băng. Ui, đóng băng tụi nó sao đây, à đây. Ui, đóng băng nè, sao không đóng băng được. Đấy, mình đóng băng được một mớ luôn nè các bạn. Ghê chưa. Ơ, mình đóng băng hết rồi. Ơi, còn một cái. Yeah, đóng băng hết rồi các bạn. Ui, vậy là không được chiến thắng rồi. Mình đứng hạng 3 thôi. Rồi, không sao. Vòng chung kết. Gì đây? Thu thập cơ thể à? Thu thập cơ thể các bạn ơi. Đây, cơ thể của mình nè. Ơ, sao mình không lấy được? Ơ, đây cơ thể của mình mà. Ơ, à, mình là thằng núp à? Mình là thằng núp các bạn ơi. Mình phải thu thập cơ thể của thằng núp. Chứ phải thu thập cơ thể của mình. Thằng núp thì cái chân của nó đâu? Chân đâu, cái tay đâu, yeah, thắng rồi. Nhưng mà trận này mình, các bạn nghĩ mình hạng nhất không? Các bạn nghĩ mình có hạng nhất không? Các bạn nghĩ mình hạng mấy? Nhìn nha, mặt cười. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và mình lại hạng nhất nữa rồi các bạn, quá đơn giản. Rồi, và nếu thấy đừng quên đây cho mình một like, đừng quên mình xem một comment. Nếu bạn fan chấm muốn hộp nha, nhìn cái mặt của mình cười khỉnh khỉnh, thấy ghét không? Quay một lần nữa rồi là kết thúc nè. Let's go. Yeah. Wow, một điệu nhảy rất đẹp các bạn ơi.